Chúa, đây là những cái phần quà mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta thi Kinh Thánh về cái môn đời sống mới. Thì có ba người là đoạt giải, thì một giải nhất và hai giải nhì. Đó, một giải nhất và hai giải nhì. Và bây giờ là cái tôi xin công bố đó là cái giải nhất đi ạ, giải nhất trước ạ. Giải nhất trước là thuộc về anh Giáp Thanh Tùng, Tùng Kim Giang. Và xin mời có thể là anh Thắng nhé, anh Thắng lên chào. Tùng Kim Giang, rất là tuyệt vời. Với số điểm là 20 điểm. 20 của Hà Nội. Người đó rất là oanh. À, còn đây là đồng giải nhì, nhưng mà đây nó lại có phần quà to và phần quà nhỏ đấy. Ai gỡ thì phải bây ra đây này. Đấy thì bây giờ nhá, tôi để đây để cho nó công 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 bằng ấy. Để đây hai phần quà này tôi công bố, đó là của anh Nguyễn Gia Hân và anh Nguyễn Thành Phúc. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là xin mời anh Phúc lên đây ạ. Anh Phúc lên đây để nhận quà trước. Cũng xin mời anh Khánh, anh Khánh có thể là lên và trao cái phần quà đó cho, và anh lấy phần to phần nhỏ là tùy anh, bởi vì anh không biết. Thế thì còn phần còn lại nhá, là của Gia Hân, xin mời Gia Hân. To nhá. Và xin mời ông Nam đôi bạn cùng đấy, lên để tặng quà khích lệ cho ông bạn. Chúng ta vỗ tay. Các bạn đằng sau là của tôi.